Hôm nay mình giới thiệu với các bạn món chè Nha Đam. Đam sau khi mình đã bẻ về rồi mình sẽ bỏ vào trong thau để rửa sạch lại. Sau khi mình rửa sạch lá Nha Đam, mình tiến hành mình sơ chế lá Nha Đam. Chúng ta cắt bỏ hai đầu đi. Chúng ta cắt bỏ viền gai này đi. Chúng ta tiến hành chúng ta lấy cái ruột màu trắng bên trong thôi. Chúng ta gọt bỏ sạch cái phần lá màu xanh xanh này đi. Ta chỉ lấy phần màu trắng thôi. Sau khi chúng ta lấy được rồi, chúng ta tiến hành chúng ta cắt ra cho vừa miếng. Chúng ta cắt xong rồi chúng ta ngâm vào nước muối, vào thau nước muối mình đã hòa loãng hồi nãy. Các bạn quan sát này, sau khi mình cắt một lần lúc đây này, cái nhựa màu vàng vàng này, nhựa này nhựa độc, nhựa này đắng lắm. Ta cắt bỏ đi. Chúng ta cố gắng gọt sạch cái vỏ màu xanh này đi. Bỏ hết vỏ màu xanh. Dài quá mình sẽ cắt khúc ra. Ngâm cái lá Nha Đam, cái ruột Nha Đam á, mình đã làm sạch á, mình ngâm trong nước muối pha loãng trong vòng 5 phút. Ngâm trong vòng 5 phút rồi chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục công đoạn tiếp theo. Các bạn cái vỏ xanh xanh này. Sau khi đã ngâm được 5 phút, Nha Đam ra nhớt. Chúng ta tiến hành chúng ta rửa. Rửa chúng ta phải rửa thật kỹ không? Rửa nhiều nước không? Kinh nghiệm là các bạn đừng có cắt vụn quá nên khi chúng ta rửa thì rất là khó lấy, tại vì Nha Đam trơn nhớt. Chế Nha Đam thì các bạn chú ý rửa cho thiệt sạch vô, sạch hết cái nhớt này và rửa nhiều nước rồi thì Nha Đam hết đắng. Chúng ta rửa nhẹ nhàng thôi, không cần phải bóp nát lắm đâu. Chúng ta để Nha Đam ráo, chờ nước sôi rồi chúng ta tiếp tục chế biến. Công đoạn sơ chế tiếp theo này, các bạn phải ngâm cho mình nước trong cục đá, nước đá lạnh này, và đồng thời son nước trên bếp cũng đã sôi này. Chúng ta tiến hành bỏ Nha Đam vào. Và chúng ta
khuấy đều nhẹ tay. Chúng ta để khoảng 2 phút nhé. Sau khi chúng ta trần nha đam vào trong nước sôi 2 phút, chúng ta vớt ra ngâm trong thau nước đá. Chúng ta ngâm trong thau nước đá khoảng 5 phút nữa. Các bạn chuẩn bị cho mình một lạng gạo nếp này. Gạo nếp để mình nấu chè. Lấy một lạng thôi. Chúng ta vo đậu đi cho sạch. Vo nếp đi cho sạch. Cho mình là 150ml nước, có nghĩa là 1,5 lít nước. Ta đổ vào. Tiếp tục chúng ta đổ đậu xanh vào. Đậu xanh hồi nãy mình đã vo sạch. Chúng ta đổ gạo nếp vào. Đậy nắp lại. Tiếp theo các bạn cần chuẩn bị cho mình rong biển. Rong biển khổ tay ấy các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình nửa lạng thôi. Là 50 g thôi. Chưa được 100 g đâu nha, đây là 50 g thôi. Là nửa lạng. Các bạn chuẩn bị cho mình nửa lạng rong biển. Chúng ta ngâm xuống nước. Ta ngâm cho rong biển nở ra, nở mềm ra. Nha đam chúng ta đã ngâm nước đá này, các bạn nhìn này. Nha đam trắng mà trong mà sạch, giòn lắm đó các bạn. Chúng ta tiến hành chúng ta vớt nha đam. Rong biển nó nở mềm ra rồi này. Bây giờ mình rửa cho sạch. Rửa sạch rong biển. Nếp của mình đã sôi lên, mình hấp bọt. Hấp bọt, mình đổ bọt. Chè của mình được trong. Nồi đậu của mình đã sôi được một thời gian, mình đã hết bọt bọt sạch sẽ này. Khi các bạn nhìn thấy xong đậu của mình, nó đẹp chưa? Chúng ta tiếp tục nấu tiếp cho nó. Nửa kg đường, 500 g đường là nửa ký. Đổ vào nồi chè. Chè chúng ta hầm từ nãy giờ nó mềm. Mình bỏ đường vào thì nồi chè mình đã sôi lại. Mình tiếp tục bỏ nha đam vào. Nha đam vào. Và sau đó chúng ta để thành người ta cắt rong, cắt rong biển. Rong biển người ta cắt sợi dài quá, chúng ta cắt khúc lại, khúc ngắn lại. Rong biển và nha đam mình đã bỏ vào này. Bây giờ xoong chè của mình đã sôi lại rồi. Này.
Đây là sau chè của mình đã được rồi. Mình sẽ nhắc xuống. Hết xong chè thả tô. Đây các bạn, đây xong chè của mình đây. Và bây giờ mình sẽ ăn thử thành phẩm của mình. Sau khi mình đã nấu nồi chè, đầu tiên mình thử miếng nha đam thử. Nha đam thì rất là giòn và không bị đắng, rất là ngon các bạn. Chè của mình thì vừa thôi, ngọt vừa vừa chứ không quá ngọt, tại vì mình cũng không ưng ăn quá ngọt đâu. Mình thử rong biển. Rong biển của mình cũng rất là giòn, chè của mình rất là ngon đó các bạn, tuyệt vời luôn. Bạn yêu thích kênh ẩm thực E3 Kim Tươi, hãy đăng ký kênh, like và share ủng hộ Tươi nhé. Hẹn gặp các bạn trong video lần sau.